Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại mời mọi người ngắm đàn chó con của Loki. Ngày hôm nay thì đàn chó con đã mở mắt cả rồi. Đây, mở mắt rồi. Tất cả đều đã mở mắt. Đến hôm nay thì con mẹ nó có con mở to mở nhỏ thôi, nhưng coi như là hôm nay là mở mắt hết rồi. Đến cái đợt này thì cho con nó bú cái lượng sữa rất là nhiều, thành ra là cái việc mà khi mà nó bú là nó chảy nó dây sữa ra, nó làm cho cái lông con cho con nó bị bết, nên là việc không tránh được. Đi lại rồi, liêu xiêu để cho con mẹ nó cho con nó bú đã. Đến ngày hôm qua sáng ngày hôm qua cân thì con nặng cân hôm nay thì nó được 1 cân 2, và cái quan trọng là bọn cho con nó rất là khỏe. Chuẩn bị đến giai đoạn chó mẹ chạy con rồi. Đây, hôm nay mà đọ bằng cái lọ này thì hôm nay nó to hơn hẳn rồi. Đây. Hai lọ dư rồi. Quan trọng là con chó nó rất là khỏe. Anh em thử nhắc một con rồi xem nào. Thằng này đi, đây được hay là cái? Được. Úi giời, đây. Đây là ông được có cái vệt trắng ở ngực, hôm nay nó bay bớt đi rồi. Rồi, đây, quay về. Úi giời, tự nhiên lại làm em mất cái chỗ ti, em ti bên dưới đi. Hôm nay thì ông vẹt trắng ở ngực ông đực này, ông ấy vươn lên lại thành con đực to nhất rồi. Ông đấy là ông thể hiện cá tính từ bé đấy. Mỗi một con nó một cái cá tính. Và cái con có cái tí vẹt trắng ở ngực này thì là nó có cái duyên lên video, có duyên lên TV 2 ngày đầu tiên, nên là lại, thành ra lại để ý theo dõi nó. Đây là một ông đực tiếp. Đến cái tầm này thì các cái con chó đực ở trong đàn nó sẽ bắt đầu là nó phát triển nhanh ở giai đoạn này, cho đến khi mà cái con chó nó xuất đàn ở khoảng tầm 2 tháng, hơn 2 tháng sau khi tiêm xong 2 mũi vaccine thì khi ấy là các cái con chó đực thì nó đều to hơn các cái con chó cái, trừ những cái con chó cái mà cái khung gọng của nó rất là to, khung gọng to chứ không phải lúc nó đẻ ra to các bạn nhé. Thì nó sẽ đuổi gần bằng các cái con chó đực, nhưng mà nhìn chung thì các cái con chó cái nó sẽ đều bé hơn. Các con chó đực giai đoạn này nó sẽ vươn lên khoảng tầm 3-4 tuần nữa thì cứ nhìn con nào mà to hơn thì con đấy sẽ là con đực dễ nhìn. Đến hôm nay thì trời miền Bắc nó bắt đầu nó nóng rồi. Cho cái thảm vào là để mà chúng nó vào chỗ cái thảm này, chúng nó tè để cho nó đỡ ướt. Nhưng mà chúng nó lại lựa chọn là chúng nó tè bên ngoài này.
dùng nền gỗ và vào thảm nằm thôi cũng tốt. Có một đồng chí này đã ăn no ra nằm một chỗ rồi, xem là cái hay được. Con cái. Nào xem nào, gặm gì em gặm gì. Xinh gái chưa? Khổ, mặt nhum nhem quá. Mỗi lần ti xong rồi thì cái lượng có một cái lượng sữa nó chảy ra. Lượng sữa chảy ra rồi đồng thời là cộng với cái nước bọt của chúng nó là khi cho nó ngậm đầu ti nữa, nó ướt dính bết vào mặt. Em còn đói không? Em có còn đói không? Đói quá nhỉ. Thổ. Hôm nay thì biết nịnh hót rồi. Và trong chuồng ngồi là chúng nó lao ra, chúng nó nằm ở quanh chân mình luôn. Rồi, ok, em nằm đây đi. Rồi mẹ để yên cho con nó ti đi. Quay video để cho các chủ mà đã cọc thì theo dõi cái đàn chó mở mắt là chính thức mở mắt hết cả đàn thì là từ hôm qua ở ngày tuổi thứ 15, tròn 15 ngày tuổi. Và đàn cho con này cũng vẫn còn đang nhận cọc thêm, vẫn còn cũng đấy, cho cái đực thì hai người cọc rõ đực, hai người cọc thì không biết là sẽ bắt đực hay là bắt cái, thì coi như là đực cái đều còn nhé mọi người nhé. Cho con thì bây giờ cọc thôi, còn cuối tháng 5, tức là cứ coi như là cộng thêm 3 tuần nữa, hoặc là chậm là 4 tuần nữa chúng ta sẽ chọn chó. 3 tuần nữa là có lẽ chọn được rồi. Nhìn nét mặt của con chó rồi lúc đấy chúng ta sẽ chọn chó, và cái đàn cún con này nó sẽ về với chủ mới ở cuối tháng 6. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và công việc thuận lợi nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.